quen biết nhau lâu rồi á, tôi mới giới thiệu ông nghe không Ngọc. Cái vụ này á, ông chỉ cần lên sàn thôi là ông lời gấp 5 lần đó. Thiệt không? Thiệt. Tôi là tôi tiếc lắm luôn á. Tôi mà có nhiều tiền á, tôi chơi rồi. Vậy để tôi thử coi sao. Khoảng 50 triệu á thì... À, anh à, ăn đi. Hả? Ăn đi, đồ ăn trên bàn hả, nguội hết trơn rồi nè. Ăn đi, đừng nói nữa, ăn đi. Em làm vậy để anh đang suy nghĩ mà. Chắc bà chị ở đây á, không biết cái vụ làm ăn này hay sao á. Cơ hội lớn lắm. Vậy á hả? Nhưng mà nếu cơ hội có lớn cỡ nào đi nữa, vợ chồng tôi cũng không tham gia đâu. Em nói gì vậy? Anh đang suy nghĩ mà. Em kêu là đừng có nói nữa. Lo ăn đi. Bộ anh tính rút hết tiền tiết kiệm ở nhà lo đầu tư hả? Thì tiền tiết kiệm mình để dành và mình rút ra có sao đâu. Ăn đi anh chị, ăn đi. Làm gì vậy? Bộ anh tính dãy vậy là khiến cho em cảm thấy là áy náy hả? Còn lâu nha. Anh có biết em làm gì là làm anh mất mặt với bạn bè anh không? Mau xin lỗi anh đi. Mau nói gì phải xin lỗi anh chứ. Em nói vậy không có thấy gì gọi là mất mặt anh hết á. Thế nào bạn bè anh cũng sẽ nói anh là một thằng chồng nhu nhược. Vợ không cho phép thì không bao giờ dám cãi lại. Miễn anh không nhu nhược là được rồi. Anh không nhớ vụ cô Thùy Dung gì đó hả? Đầu tư vô khoáng sản kim cương gì đó. Rốt cuộc là thua lỗ bao nhiêu tiền? Xích vô trong cho em nằm. Xích qua bên kia cho tôi nằm. À, bên đây ngon mà ơi. Bây giờ không xích đúng không? Xích qua bên kia cho tôi nằm. Trời ơi, bữa nay dám guốc gâu hồng hả? Ăn ngang cọp hả? Đánh tôi nè. Bữa nay còn dám đánh tôi nữa hả? Sao cái thế này? Cái gì vậy? Ê! Ba! Cái gì vậy Qua? Không có gì hết ba. Hai đứa làm cái gì? Nói! Dạ, không có gì đâu ba. Có gì không ba? Ngày mai hai đứa đi thăm mộ hả không? Mấy bữa rồi ba thấy trời nó mưa nhiều quá, đường nó vô trỏng toàn là bùn thình không à. Mình nhắm đi được không? Bởi vậy, để bữa khác đi đi cho rồi. Có sao đâu, nó sắp xếp rồi phải đi thôi. Trời ơi trời, lớn già đầu mình như con nít vậy. Mày có thôi đi không? Xin lỗi ba. Xin lỗi ba. Thấy chưa? Thấy rồi. Vô đi. Dạ, ông nhờ con giao gì ạ? Con giao liền cho ông cái này ha. Có gì ông cho tiền ăn bánh. Dạ, nhưng mà địa chỉ. Đó, đây, địa chỉ trong đây. Dạ. Ba ơi, vợ chồng con đi nha. Kiếm chuyện với em đúng không? Ai kiếm chuyện? Em mới là người kiếm chuyện với anh đó. Anh hay quá ha. Bữa nay anh dám kiếm chuyện với em nữa hả? Ngon quá ha. Anh có uống lộn thuốc không? Bữa nay còn mày đặt. Bây giờ thách thức tôi chứ gì? Ui da! Dạ, dám đập chân anh hả? Rồi sao? Ba thấy con ấy kiếm chuyện với con không?
Rồi thì sao? Rồi thì sao? Có gì? Chồng! Chồng! Yêu da! Bà thấy chưa? Đứng lại! Ôi! Mấy cái đứa này nó bị sao vậy ta? Em làm gì em chạy nhanh quá vậy? Chạy từ từ thôi. Còn chạy không được thì xuống đi để anh chạy cho. Em chạy vậy thì sao? Hồi xưa tới bây giờ em chạy là như vậy mà. Còn nếu như thấy khó chịu quá, đi xuống dưới đi, kiếm xe khác mà đi. Tại em á, em chạy nhanh quá chi thắng gấp rồi để khu nước giăng tùm lum nè. Anh không thấy cái xe phía trước hả? Em phải né chứ. Anh cố tình kiếm chuyện với em đúng không? Nếu em không chạy nhanh, em chạy chậm thì em đâu cần phải thắng gấp như vậy đâu. Em cố tình thì có, em cố tình để anh đập đầu vô ghế nè. Được rồi, anh hay lắm. Bữa nay anh dám kiếm chuyện với em chứ gì. Hãy đợi đi. Ủa, ở đâu ta? Anh hay thiệt ha. Mộ của ba mình mà không nhớ chỗ nữa. Đúng là đồ vô tâm mà. Em không thấy hả? Ở đây cây nào cũng giống như cây nào, sao nhớ nổi? Em cũng tới mộ ba mấy lần rồi đó. Em nhớ không? Nhớ sao không nhớ? Ở đâu? Hình như là đằng trước kìa. Hình như? Sao không chắc chắn mà gọi là hình như? Không biết ai mới là đồ vô tâm mà. Cái gì? Nè, anh lặp lại coi, anh mới nói cái gì đó? Đồ vô tâm. Vô sao? Tâm nè. Em giỡn kiểu gì cây vậy? Trả thù lại cái chuyện hồi nãy anh dám tạt nước trên người em. Anh làm cái gì vậy hả? Anh chơi cái trò gì vậy? Chứ tại sao em xô anh xuống đây được? Anh còn dám nữa. Tôi nói cho anh biết nha. Anh mà còn làm một lần nữa là anh biết tại tôi nghe chưa? Cái gì? Tôi nói trừng mắt la vậy là tôi sợ rồi hả? Còn phi à? Tôi không nhìn nữa. Em cũng đâu có dựa. Chết mẹ. Bánh Lộc, bắt coi chừng tôi. Thảm qua nè, thảm qua nè. Ôi da, sao trội mạnh quá vậy? Tôi da. Tôi nè. Tôi, tôi. Đừng tưởng mình có rỗng làm gì làm hả? Ba Vinh kìa. Ờ, dễ thương quá hả? Y chang như vợ chồng son vậy không? Anh đi chết vợ ta. Em cũng đâu có vừa. Em đang chấn một cục bụi như cái tổ mối kìa. Em đang giết chồng đi hả? Anh coi chừng em nha. Thôi nha, em chơi thiệt hả? Cũng có bà chọn là chết thiệt á. Em quyết tâm để hôm nay anh phải chết với em. Để từ từ. Thôi. Ui da. Từ từ. Cái gì? Anh chặt chân rồi, không chơi nữa đâu. Đau á. Đau hả? Còn mày đặt chơi hả? Khổ nhục kế với em hả? Anh đừng có hầu. Hồi đó
Kết đó. Đau thiệt hả? Không, đau. Hạnh phúc quá ha. Úi da. Anh chết với em. Úi da, sao đau vậy? Máu mẹ. Ai em chơi con máu anh thiệt hả? Cuộc đời nhìn xa là hài hước, nhìn gần thì là bi kịch.